Khoai lang phơi khô, anh sợ vài hôm nữa nước lên to không mua bán gì được, thì có sẵn ở nhà mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra: Anh ra rửa chân tay rồi vào mà nghỉ, chờ em nấu cơm, nấu xong thì chắc chị cũng về là vừa. Nghe câu nói, bất giác Quán quay đầu nhìn ra phía cầu ao, nơi xác vợ đang nằm dưới đáy. Gã ra giàn nước bên hông nhà bếp, nhúng khăn lau mặt, rồi vào bếp nói bâng quơ: Lạ nhỉ, trời tối mịt rồi mà bà ấy đi đâu không biết nữa. Giang ngồi xổm đẩy củi vào bếp rồi quay lại đáp: Thì chắc cũng như anh, đi buôn đi bán gì đó. Vì sợ mai kia lụt không có gì ăn, thôi thôi anh lên nhà anh ngồi nghỉ đi. Giang cứ nhắc Quán lên nhà ngồi nghỉ là vì cô sợ Quán lại xông vào ôm cô và bất ngờ Hà trở về bắt gặp. Quán đứng thêm một chút rồi bỏ lên nhà, nhưng bước vào gian giữa, ngước nhìn lên bàn thờ, gã lại quay ra ngay. Những ánh mắt vô tình trong mấy tấm hình trắng đen của ông bà nội và của bố mẹ Quán dường như vừa nghiêm khắc nhìn Quán, làm Quán thấy rợn rợn. Gã xuống bếp bảo ra: Ôi, chả biết cô ấy đi đâu, hay là để anh chạy sang nhà bố mẹ cô ấy xem có ở bên ấy không. Giang gạt đi: Anh vẽ chuyện, chị đi đâu rồi cũng về mà, có phải trẻ con đâu mà sợ lạc. Thôi ăn cơm đi, rồi để phần cho chị ấy cũng được, không phải chờ. Lời bàn của Giang không giúp Quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt. Gã vào bếp lấy khúc tre khô đốt lên làm đuốc để sang nhà bố mẹ vợ tìm Hà. Giang ngạc nhiên lắm, Quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ. Từ ngày gian díu với Giang, Quán lại càng nhạt nhẽo với Hà hơn, chỉ dình chờ cơ hội ở một mình với Giang để gỡ gạc. Thế mà đêm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình Giang trong căn nhà thanh thang, thì Quán lại lơ là hẳn với Giang để chỉ bận tâm về Hà. Giang vần nồi cơm xuống đống than, tay còn cầm đôi đũa cả, ngước lên hỏi Quán: Anh đi thật đấy à? Quán gật đầu và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa xuống sân thì mưa bắt đầu nặng hạt, rồi sấm chớp lập lòe vang dậy liên tục, phụ họa với tiếng nước chảy ào ào từ khu vườn cao đổ xuống ao. Cây đuốc tre mới cháy đã tắt ngấm. Quán đành quay lên thềm rồi cứ đứng sát bên cây cột trông ra phía bờ ao. Một lúc sau, Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơn giản lên đặt ở chiếc bàn gỗ giữa nhà. Thấy Quán đứng như pho tượng ngoài hiên, Giang nói: Em bảo mà, mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà về được. Quán vẫn đứng yên, Giang phải gắt: Thôi vào đi, để em khép cửa, mưa hắt quá. Bấy giờ Quán mới lững thững bước vào, mặt mũi phờ phạc như cái xác không hồn. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giang. Giang ra khép hẳn cánh cửa lại, rồi vặn to ngọn đèn bên cạnh mâm cơm và so đũa đưa cho Quán: Mời anh xơi cơm, ăn đi không thôi nguội hết anh à. Quán đỡ đôi đũa, mắt vẫn nặng trĩu ưu phiền nhìn ra ngoài và than: Chả biết bà ấy đi đâu, mưa thế này thì về làm sao được, không khéo đêm nay vỡ đề mất đấy. Giang vả miếng cơm đầu tiên và bảo: Ăn đi anh, lo thì cũng chả giải quyết được việc gì, cứ ăn đi, em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi. Bỗng có tiếng lách cách ở cánh cửa ra vào đang khép kín. Quán giật mình suýt tách rơi đôi đũa. Gã quay ra sừng sốt hỏi: Mình về đấy à? Rồi gã cứ ngồi yên há mồm trố mắt nhìn chờ đợi. Giang thì vội đặt đũa bát, đứng dậy chạy ra mở cửa.